Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Lần đầu tiên em chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Với video này em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em về dòng xe VinFast Farin ạ. Chiếc xe VinFast Farin nó sẽ có 3 phiên bản cho em lựa chọn là bản tiêu chuẩn này, bản nâng cao và bản cao cấp ạ. Cũng như là video này em sẽ tính luôn cho anh em về tổng nhân bánh cho anh em ở Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà sang tháng 6 này đang áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt cho anh em đó là các chương trình chào hè tháng 6 ạ. VinFast sẽ mang đến cho anh em rất nhiều phần quà giá trị Thì anh em hãy nhanh tay đến đặt cọc và sở hữu ngay một chiếc xe VinFast Fadin trong tháng 6 lại Để đảm bảo sức khỏe trong mùa dịch Covid như này và an toàn đi lại VinFast đã không để cho anh em chờ đợi quá lâu Hiện tại đại lý chúng em thì đang sẵn sàng cho anh em đủ xe đủ màu cho tất cả các phiên bản của VinFast Fadin Có thể giao luôn cho anh em ngay lập tức luôn được anh em nha Ok em sẽ phép được đi vào vấn đề chính luôn Đầu tiên giới thiệu cho anh em về các chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 6 này như sau đó chính là VinFast tiếp tục hỗ trợ cho 10% giá trị của xe này. Hỗ trợ miễn lãi suất cho 25 đầu tiên lên tới 80% giá trị của xe anh em nhá. Và áp dụng đổi cũ lấy mới lên tới 10 triệu đồng đấy ạ. Và đặc biệt là khi mà áp dụng voucher lên tới 70 triệu đồng khi mà anh em có voucher có sẵn anh em nhá. Và đặc biệt nữa đó chính là sẽ được tặng cho anh một gói bảo dưỡng trị giá đến 20 triệu đồng anh em nhá. Ngoài ra sẽ tặng thêm cho anh em là một sơn phủ gầm cao su và thời gian bảo hành chính chiếc này sẽ được bảo hành 3 năm anh em nhá. Hơn nữa đó chính là khi mà anh em đến trực tiếp đại lý của chúng em thì anh em sẽ được tặng thêm một bộ phụ kiện cao cấp trị giá đến 10 triệu đồng khi mà anh em, anh em đặt xe trong tháng 6 này anh em nhá. Đó là các chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 6 này đấy ạ. Ok, tiếp theo là phần giá xe và tổng trên bánh cho tất cả các phiên bản của chiếc xe VinFast Farin ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe VinFast Farin bản tiêu chuẩn, nó bản thấp nhất của dòng xe VinFast Farin đấy ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 6 này thì chiếc xe VinFast Fadil bản tiêu chuẩn này thì lăn bánh ngân độ giờ đang là 454 triệu đối với thẳng ạ. À. Còn trả góp em chỉ còn bỏ ra với giá đang là 148 triệu thôi ạ. À. Con ở tỉnh thì đang là 428 triệu đối với thẳng. Con trả góp em chỉ còn bỏ ra với giá đang là 125 triệu thôi ạ. À. Con ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 446 triệu đối với thẳng. Con trả góp em bỏ ra với giá đang là 143 triệu thôi ạ. À. Các chi phí mà em tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạn này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Còn một số các chi phí mà chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ. Bởi vì bảo hiểm thân vỏ đối với trả thẳng thì nó là bảo hiểm tự nguyện anh em nhá. Còn đối với trả góp thì bắt buộc là phải mua thì trong trả góp này em đã tính cho anh em là một năm rồi đấy anh em ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe VinFast Farin bản nâng cao. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 6 này thì lăn bánh Hà Nội giờ đang là 400 85 triệu ạ Còn trả góp em bỏ ra với giá đang là 154 triệu thôi em nhá Còn ở tỉnh thì đang là 459 triệu đối với thẳng Còn trả góp em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 130 triệu thôi ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 476 triệu đối với thẳng Còn trả góp em bỏ ra với giá đang là 148 triệu thôi em nhá sẽ là có 7 tỉnh thuế số 12% và một tỉnh là tỉnh Hà Tĩnh thuế sẽ là 11 phần anh em trong 8 tỉnh đấy muốn được tính toán về tổng trên bánh đang bao nhiêu thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình để em sẽ tính toán cho một cách chi tiết cụ thể cho em nhá Ok tiếp theo cuối cùng giới thiệu cho anh em về một chiếc xe VinFast Farin bản cao cấp nó bản cao cấp nhất của dòng xe VinFast Farin ạ khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 6 này thì chiếc xe VinFast Farin bản cao cấp lăn bánh Ấn Độ rằng là 530 triệu ạ con trả góp anh em Trường bỏ ra với giá đang là 177 triệu thôi ạ Còn ở tỉnh thì đang là 502 triệu đối với thẳng Con trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 150 triệu thôi ạ Con ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 520 triệu đối với thẳng Con trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 167 triệu thôi anh em nhé còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào và quà tặng ra sao thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình nhá để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ cam kết với anh em giá lúc nào sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em khi mà anh em liên hệ trực tiếp qua đại lý của chúng em hoặc là đến trực tiếp đại lý của chúng em sẽ được giá tốt nhất thị trường cho em đấy ạ. Ok vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này và tổng nhân bánh cho chiếc xe VinFast Fadin rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của VinFast cũng như các hãng xe khác nhau ạ để cho anh em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất còn anh em mà muốn được review xe cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhá để em sẽ lên cho anh em cách chi tiết cụ thể cho em ạ ok em xin phép em sẽ dừng video ở đây chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ